Người đàn ông này não được bùng nổ ngay lập tức siêu năng lực mà tất cả đàn ông đều ghen tị. Một người đẹp tóc vàng đi ngang qua trên đường, Jack nói với cô ấy rằng bạn phải quan hệ tình dục với mình. Nếu không thì thế giới sẽ bị hủy diệt, vốn tưởng rằng nữ nhân sẽ mắng hắn là kẻ lưu manh. Chúng ta vẫn còn thời gian để mở cửa phòng chứ, hay chúng ta chỉ bắt đầu ngay tại đây? Vài phút sau cả hai đến khách sạn nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường, nhanh lên và bắt đầu nếu không thế giới sẽ bị phá hủy trong một thời gian. Sau khi cứu thế giới, Jack đã đến ngân hàng để rút tiền. Nhân viên bán hàng nói rằng anh không có xu nào trong thẻ ngân hàng. Nhưng chắc là lỗi máy tính, chỉ cần cho tôi biết bạn muốn rút bao nhiêu. Jack buột miệng, tôi có 800 đô. Sau đó, nhân viên bán hàng lấy ra 800 đô đưa cho Jack. Hóa ra đây là một thế giới không có dối trá, không ai có khả năng nói dối, chỉ có sự thật. Nếu bạn thấy người khác xấu xí, bạn bè và người thân của anh ta chỉ có thể nói sự thật. Trời ơi, con bạn xấu quá. Giống như một con chuột nhỏ, phim không tồn tại trên thế giới này, vì kịch bản không thể hư cấu. Vì vậy, hầu hết các chương trình trên TV là về lịch sử. Nói dối là một siêu năng lực trong thế giới này, khi Jack phát hiện ra rằng anh ấy có thể nói dối. Lần đầu tiên nói với người bạn địa trung hải của mình, nhưng nói dối là hoàn toàn không thể hiểu được trong nhận thức của mình. Vì vậy, Jack đã cho anh ta một ví dụ để giải thích. Tôi là một con chó. Bạn cũng là một con chó, xin chào cún con, hóa ra anh không phải là người. Jack có chút sụp đổ, nhưng thật tốt khi anh ấy có thể hoàn toàn buông bỏ bản thân. Jack đưa nó đến biển địa trung hải để chuẩn bị cho tấm vé lớn. Trên đường đi, đụng phải một cảnh sát đang kiểm tra lái xe khi say rượu. Cảnh sát hỏi tài xế nếu bạn say rượu và lái xe. Không thể nào, tôi đã uống quá nhiều vừa rồi. Jack để ngăn chặn những lời của bạn bè và cảnh sát vừa xuất hiện, có vẻ như các anh không có tiền để mua chuộc tôi. Anh muốn bao nhiêu? 4 vạn đô. 4 vạn đô? Tại sao nhiều như vậy? Chi phí sử dụng ma túy của tôi rất cao. Cảnh sát trực tiếp kéo ra địa trung hải và chuẩn bị mang nó đi. Vào thời điểm quan trọng, Jack đã sử dụng siêu năng lực. Anh ấy không say. Cảnh sát cảm thấy rất có lỗi ngay sau khi nghe điều này, liền liên tục xin lỗi. Tiếp theo, hai anh em đến sòng bạc để làm một việc lớn. Đó là một thế giới không có dối trá. Nếu bạn đến sòng bạc ở đây, người bán hàng nên bán cho bạn như thế nào? Đổi thẻ. Rất có thể các anh sẽ thua. Ngay cả khi bạn giành chiến thắng, chỉ cần hai người chơi vài tháng, chúng tôi vẫn sẽ giành lại nó. Một số trò chơi của chúng tôi bị gian lận, đặc biệt là những máy tính. Jack đến với trò chơi, bỏ lỡ rồi. Nhưng anh ấy đột nhiên chỉ ra phía sau đám đông, nói Tiểu Đông Bắc đã ở đó. Khi tất cả quay đầu lại, anh ấy đã chuyển thẻ của mình đến giải độc đắc. Tôi đã thắng rồi. Chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng lớn. Anh ta lại tìm người quản lý sòng bạc, cho biết tôi đã trúng giải nhất trên máy này nhưng không được trả tiền. Quản trị viên đã ngay lập tức xin lỗi sau khi nghe điều này, sau đó đổi toàn bộ tiền thưởng cho anh ta. Vì vậy, anh rời sòng bạc với rất nhiều tiền. Sau khi có tiền, Jack lại bắt đầu theo đuổi sự thoải mái về tinh thần. Nhìn thấy những người vô gia cư bên đường, Jack sẽ làm từ thiện, đưa anh ta đến ngân hàng và nhận được rất nhiều tiền. Với sự giúp đỡ của anh ấy, người đàn ông vô gia cư đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống trong tích tắc. Nhưng sau khi giúp đỡ người khác, anh ta cũng cần giúp đỡ chính mình. Jack ban đầu là một nhà biên kịch, bây giờ anh ta có khả năng nói dối, anh ta chỉ bịa ra một kịch bản, sau đó rót cà phê và làm bản thảo cũ. Ngày hôm sau, anh ta tìm thấy ông chủ của mình, nói rằng đó là một ghi chép lịch sử được truyền lại bởi gia đình anh ấy. Hàng trăm năm trước có một nơi gọi là Châu Mỹ, quốc gia đó gây chiến vì bá quyền và độc tôn, kết quả là bị cả thế giới nhắm đến và cuối cùng dẫn đến chia cắt đất nước. Khi nghe thấy mạch của ông chủ bị ngừng, bởi vì anh ta chưa bao giờ nghe nói về một lịch sử như vậy, ông lập tức yêu cầu tất cả nhân viên chứng kiến lịch sử. Jack lấy kịch bản và bắt đầu phát biểu, mọi người vỗ tay phấn khích sau khi nghe tin nước Mỹ sụp đổ. Bằng cách này, Jack đã trở thành nhà biên kịch hàng đầu trong ngành. Núi có phong cảnh vô tận một thời, cho đến ngày hôm nay anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Hóa ra mẹ anh sắp chết, anh đến bệnh viện thăm mẹ, người mẹ sợ hãi bỏ chạy vì cái chết quá đáng sợ với bà ấy. Jack không thể chịu đựng được khi nhìn mẹ mình mang nỗi đau trong lòng trước khi chết. Vì vậy, anh đã nói dối mẹ, tương truyền rằng sau khi chết con người sẽ được lên thiên đường cực lạc, nơi không có đau khổ mà chỉ có hạnh phúc, tất cả những người thân yêu của bạn sẽ ở đó chờ bạn. Người mẹ ngay lập tức nhẹ nhõm khi nghe vậy, rồi nhắm mắt chờ đợi. Nhưng Jack không biết những lời này của mình sẽ gây ra bao nhiêu chấn động. Tiếp tục nói chuyện, còn gì nữa? Khi về đến nhà, đã thấy rằng cửa đã chật kín người. Hóa ra thiên ngôn của ông được đánh giá là nhà tiên tri đương thời. Anh ấy đang bốc cháy, chỉ là hơi lạ khi bị cháy. Người đàn ông ra khỏi nhà thì phát hiện ngoài cửa toàn là tín đồ thành kính. Anh lấy bản thảo đã chỉnh sửa cả đêm ra và bắt đầu đọc. Người ta nói rằng con người sẽ lên thiên đường sau khi chết, và trên thiên đường chỉ có niềm vui và không có nỗi đau. Người chịu trách nhiệm về tất cả những điều này là Đức Chúa Trời. Có phải anh ta đã gây ra thảm họa? Đúng. Có phải ông đã cho mẹ tôi ung thư? Đúng. Hãy để Đức Chúa Trời chết đi. Chết đi. Có vẻ như sắp khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng. Anh vội viết kịch bản khác. Ông nói rằng Chúa không quyết định số phận con người theo tâm trạng, chỉ những người tốt mới lên thiên đường và những kẻ xấu xuống địa ngục. Sau khi nghe câu chuyện này, mọi người đều tin vào nó. Người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể nói dối đã tạo ra tôn giáo đầu tiên. Jack còn được gọi là sứ giả được Chúa bổ nhiệm trên thế giới. Trong một thời gian, Jack đạt được cả danh tiếng và tài sản. Anh ấy nghĩ rằng tỏ tình với nữ thần vào lúc này chắc chắn sẽ được chấp nhận. Và Linda cũng đã cố gắng chấp nhận Jack, nhưng ngay khi bọn họ sắp hôn nhau, Linda lại lùi bước.
bởi vì mình vẫn không thích sự xấu xí của Jack, sợ rằng con của hai người sẽ thừa hưởng gen của Jack và trở nên xấu xí hơn. Cô ấy hỏi Jack, con của chúng ta lớn lên không giống anh sao? Sẽ không giống, Jack thực sự không thể nói dối thời gian này. Hai người mất liên lạc từ đó, cho đến ngày hôm nay Linda đã gửi lời mời đám cưới của cô ấy. Bởi vì cô ấy sẽ sớm kết hôn với Nick, lúc này Jack rất tuyệt vọng. Cho đến ngày cưới, Linh Mục làm theo thủ tục và hỏi mọi người xem có ai phản đối không. Lúc này Jack đứng dậy, anh ấy nói với Linda rằng cô kết hôn với Nick nhưng cô không thực sự yêu anh ấy, chỉ để xem anh ấy đẹp trai như thế nào. Điều quan trọng hơn giữa vợ chồng là yêu nhau. Những lời này dường như nói trúng tâm can của Linda. Cô ấy sẽ cho Jack một cơ hội. Cô ấy để Jack hỏi Chúa, xem Chúa muốn cô ấy chọn như thế nào. Nhưng lần này Jack không nói dối mà quay người bỏ đi. Không ngờ Linda sẽ đuổi anh ấy ra ngoài. Cô hỏi Jack tại sao anh không hỏi Chúa. Jack nói rằng không có Chúa nào cả, anh ấy đã bịa ra tất cả. Anh thật sự không muốn lừa dối người mình yêu. Nhưng Linda không hiểu ý nghĩa của những lời nói dối. Chỉ là tình yêu của Jack khiến cô không thể từ chối. Nhiều năm sau, Jack và Linda có con riêng, đứa con thừa hưởng hoàn hảo gen của Jack. Hãy là người thứ hai trên thế giới có thể nói dối. Nó có ngon không? Nhìn rất ngon. Ngon quá mẹ ơi. Có thiện và ác trong việc truyền bá những lời dối trá. Trước màn hình, bạn có muốn nói dối không?